Trước thông tin về việc Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất sẽ đưa khu vực chợ Đồng Xuân Bắc qua cải tạo trở thành trung tâm thương mại, sáng nay các tiểu thương đang kinh doanh tại đây đã bày tỏ quan điểm của mình. Ghi nhận của phóng viên bản tin Hà Nội 18 giờ. Bà Đào đã kinh doanh tại chợ Đồng Xuân hơn 10 năm. Trước thông tin Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất sẽ đưa khu vực chợ Đồng Xuân Bắc qua cải tạo trở thành trung tâm thương mại, bà thấy rất băn khoăn. Nghe thấy thông tin của chợ Đồng Xuân là trung tâm thương mại, bà con chúng tôi rất là buồn và tự nhiên chúng tôi rất là thất vọng luôn. Vì là những cái chợ này là cái chợ ngàn năm văn hiến, chợ lịch sử. Đa số các tiểu thương ở chợ Đồng Xuân đều có những suy nghĩ như bà Đào. Chúng tôi mấy nghìn hộ kinh doanh tại trong chợ từ những năm đầu tiên, đặt viên gạch đầu tiên để đóng góp. Không được sự bàn bạc, không được sự có ý kiến gì, đùng một cái là chúng tôi nghe coi như là đánh đùng như thế. Trưa hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã xuống chợ để trao đổi thông tin với bà con tiểu thương về vấn đề trên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phạm Tuấn Long khẳng định, quận chưa có ý tưởng xây dựng chợ Đồng Xuân Bắc qua thành trung tâm thương mại như các chợ Cửa Nam, Hàng Gia. Với cái mong muốn để phát huy được hết các cái giá trị không gian, cũng như là để cho chợ Đồng Xuân văn minh lên, thì chúng tôi đang xin ý kiến các nhà khoa học cho để chúng ta nhận diện và đưa ra các cái giải pháp cải tạo cũng như là chỉnh trang các cái khu vực không gian công cộng xung quanh khu vực chợ Đồng Xuân. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đề nghị công ty cổ phần Đồng Xuân phải kịp thời cung cấp thông tin chính xác về sự việc trên. Hiện nay mới là giai đoạn lập đề án nên chưa có phương án cụ thể. Các hộ kinh doanh vẫn yên tâm ổn định kinh doanh.